Đã có anh chị nào đến Sapa chưa? Đây, một khung cảnh phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, hôm nay thưa chúng tôi đã đến tỉnh Sapa, thành phố Sapa, tỉnh Lào Cai, rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn thấy đẹp không ạ? Một khung cảnh đấy, rất là tuyệt vời nha. Rất đông khách đấy. Đây là những cái thác nước mà đang được tất cả các bà con tới đây để tham quan vãng cảnh đấy, những cái nơi di tích tự nhiên tạo hóa mà có những cái thác nước đấy. Những cô gái Bắc cũng muốn trải nghiệm về những cái cảnh quần áo trang phục của người dân tộc nơi đây đấy, rất là đẹp phải không các chị? Đây, các chị thấy trải nghiệm trong cuộc sống thấy có thú vị không ạ? Đấy, đấy nha, rất là đẹp. Một khung cảnh tuyệt vời. Đấy. Các anh chị nhớ là nếu đến Sapa phải ghé tham quan những cái khung cảnh như thế này, phải nói là tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Các anh chị nếu thấy video của Thúc Hoài thấy có ý nghĩa thì nhớ là bấm vào đăng ký kênh. Có nhiều video trải nghiệm trong cuộc sống rất là tuyệt vời. Kênh Rượu Thúc Hoài nha. Đấy thì cũng Thúc Hoài cũng chỉ xin giới thiệu đây và cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành và như thế là theo dõi kênh của Thúc Hoài. Đây là một người đang vẽ tranh của dân tộc tỉnh Sapa, rất là tuyệt vời. Các bạn có biết cái này là cái gì không ạ? Đây là một cái khung cửu. Đấy, rất là tuyệt vời nha, trải nghiệm trong cuộc sống. Đấy, rồi xin chào và chúc tất cả anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào.